Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quan Âm Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng mới bạch trên Ni Sư Trụ Trì và Chư Tôn Đại Đức Ni tại Bổn Tự. Hôm nay là lần thứ hai con có đầy đủ duyên lành tiếp tục về chùa, để trước là kính viếng Tam Bảo, kính viếng Ni Sư và có buổi pháp thoại cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử. Và trước khi vào buổi pháp thoại, chúng con xin thành tâm kính chúc Ni Sư và Chư Tôn Đức Ni tại Bổn Tự luôn được pháp thể khinh an, tự đăng thường chiếu, mãi mãi là con thuyền thanh lương cho chúng sanh, cho quý Phật tử tại địa phương này được nương theo tu tập và an lạc giải thoát. Và Thầy xin chân thành kính chúc quý nam nữ Phật tử luôn có được nhiều sức và gặp được nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, vào thời của Đức Phật, có một anh chàng này rất là đẹp trai, khôi ngô tuấn tú và là một người học rất giỏi, cho nên được sư phụ và sư mẫu rất thương. Thì có một hôm đó, cái vị sư phụ này có việc xa phải đi. Thì trong lúc ở nhà như vậy, thì cái người sư mẫu này thì còn rất là trẻ, mang tiếng là sư mẫu, nhưng mà là một cái người vợ, mà người vợ thứ là, cho nên còn rất trẻ, rất đẹp, cho nên phải lòng cái cậu học trò này. Và có những cái hành động lăng nhăng tình cảm. Và cái cậu học trò này, trên cái tinh thần là tôn sư trọng đạo, cho nên không có là giữ nguyên cái phần của mình là phần là sư đồ, không có dám là động phạm mạo muội tới sư mẫu, từ chối. Cho nên vị sư mẫu này rất là tức, rất là ghét. Tại vì bà ta ỷ lại rằng mình đường đường là một người phải nói là trẻ đẹp, bao nhiêu người gặp là phải mê, mà cái cậu học trò này nhìn thấy mình mà mình phải nói là người chủ động, nhưng mà cậu ta không có chấp nhận, cảm thấy là bị sỉ nhục, cảm thấy là bị quê. Cho nên chờ cái người chồng về, có nghĩa là sư phụ của cậu học trò này, mới nói rằng trong khi ông đi công việc ở xa thì ở nhà học trò cưng của ông, đệ tử mà ông thương nhất, nó dở trò ghẹo nguyệt thiêu qua đối với tôi. Dở trò ghẹo nguyệt thiêu qua đối với tôi. Ông coi xử như thế nào cho hợp lý, kẻo mất đi hạnh phúc của gia đình. Kính thưa Phật tử, nghe nói như vậy, cái vị sư phụ này rất là giận, muốn cầm một cái đao nào giết chết người học trò mình. Nhưng mà suy nghĩ lại, từ trước cho tới bây giờ mình rất thương nó. Nếu như mà giết đó, thì thiên hạ sẽ đồn một tiếng xấu cho gia đình của ông, cũng như là cho cái danh dự của ông. Cho nên ông mới bày mưu kế, nói rằng có một cái môn võ công rất là thượng thừa, muốn truyền đạt lại cho con. Nhưng nếu con muốn học cái môn võ công này thì con phải giết đủ 1.000 người. Và khi giết đủ 1.000 người như vậy rồi, con phải chặt mỗi một người như vậy là một cái ngón tay sâu lại thành sâu chuỗi đeo vào cổ. Có nghĩa là người sư phụ này mượn tay để giết người. Thì cái người học trò nghe lời sư phụ mà nói cũng rất là tin, một mực tin theo và bắt đầu làm theo. Thì kính thưa các Phật tử, đầu tiên á, thì cái anh này anh giết người anh còn run còn sợ. Nhưng mà giết càng ngày càng nhiều người, không còn run sợ nữa, mà cái tâm hung ác lúc này nó khởi dậy rồi. Cái tâm hung ác là nó khởi dậy rồi đó. Thì lúc này là quang minh tìm kiếm để mà bắt
thì anh trốn vào trong rừng á. Kính thưa các Phật tử, cái vị này đã giết chết là 999 người, chỉ còn một người cuối cùng nữa mà định giết. Phải nói là cái tâm lúc này nó không còn hiền lương nữa rồi, nó trở thành độc ác rồi. Cho nên mọi người gọi ông là vô não. Vô não có nghĩa là người không còn cái bộ não, không còn tính người nữa, cho nên gọi là vô não. Chứ còn tên cúng cơm của ông thì tên là Ương Hoặc Ma. Đó, Ương Hoặc Ma, tên rất đẹp. Nhưng mà do giết người không gớm tay, cho nên mọi người rất sợ, không ai dám đi ngang cái khu rừng đó nữa hết. Và đồn đó, nơi đó có vị tướng cướp tên vô não. Thì kính thưa các Phật tử, lúc này quan binh đang tìm kiếm để mà bắt, để mà giết. Ông ta trốn chui, trốn nhủi. Nhưng mà đối với ai thì người ta căm ghét thì kệ người ta. Nhưng đối với những người mẹ lúc nào cũng khởi hết cái tấm lòng thương con. Người mẹ là cũng như mọi người mẹ khác, thương con đến nỗi mà phải là đem cơm chốn chui chốn nhủi đem vào trong rừng cho con mình ăn. Thì trong lúc con của mình nó đang đói khát như vậy, bà khởi tâm là bà rất thương, bà đem vào rất là nhiều thức ăn ngon. Thì trong lúc tướng cướp vô não này nhìn thấy người mẹ đằng xa đang từ từ những cái bước chân chậm chạp đi tới, vô não lúc này tay đang run, tâm đang suy nghĩ, mình chỉ còn một người nữa thôi, mình giết chết là mình sẽ về sư phụ mình học cái môn võ công thượng thừa này. Cho nên đang suy nghĩ đau nhau do dự có nên giết hay không. Và cuối cùng ông suy nghĩ phải giết thôi. Thì khi ông mà cầm đao, ông đứng dậy, ông tính giết, thì kính thưa quý Phật tử, Đức Phật của chúng ta nơi tinh xá kỳ viên đã nhìn thấy được cái tâm tư suy nghĩ của ông vô não này rồi. Cho nên Đức Phật không muốn ông phải phạm vào cái tội giết cha giết mẹ, tu không thể nào mà chứng quả được. Cho nên Đức Phật là dùng thần thông, dùng thần thông cho ông nhìn thấy Đức Phật cũng từ xa có một dáng người đi ngang, để cho ông thấy một dáng người đi ngang, dáng của Đức Phật đi ngang, cho nên ông đuổi ông giết Đức Phật. Tại vì ai nỡ nào giết người thân bao giờ, đang định giết người mẹ mình nhưng mà bóng dáng Đức Phật đang đi ngang, dĩ nhiên là ông phải đuổi theo Đức Phật không giết rồi. Giết người dân chứ ai mà giết người thân, phải không Phật tử? Đó, thì nhìn thấy dáng Đức Phật đi ngang, ông cầm cái đao lên rượt theo. Ông chạy rất nhanh, chạy rất lẹ. Đức Phật thì cứ đi từ 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 từ. Kính thưa các Phật tử, nhưng mà ông chạy hoài không tới được, cho nên ông mới kêu to, ông hãy dừng lại, ông hãy dừng lại. Đức Phật cũng nhẹ nhàng bình tĩnh đi từng bước trả lời, ta đã dừng lại lâu rồi, ta đã dừng lại lâu rồi. Thì chạy một hồi, tướng cướp vô não mệt quá, cầm cái đao quỵ xuống, nhưng miệng vẫn kêu to, ông hãy dừng lại, ông hãy dừng lại. Kính thưa các Phật tử, lúc này Đức Phật đứng gần bên cạnh ông với những lời nói hết sức là từ bi nhỏ nhẹ. Ta đã buông bỏ tất cả và dừng lại từ lâu lắm rồi, chỉ có ông do si mê, do tham lam, không nhận ra được cái lẽ hư lẽ thật, cho nên bây giờ ông vẫn chưa dừng lại. Còn đối với ta đã buông bỏ tất cả, dừng lại từ lâu lắm rồi. Khi vừa nghe câu nói này xong, tướng cướp vô não đã hoàn toàn tỉnh thức, giác ngộ, buông hạ đao xuống, đảnh lễ Đức Phật, xin được sám hối ăn năn lỗi lầm và xin được xuất gia với Đức Phật. Thì kính thưa các Phật tử, Đức Phật hoan hỷ chấp nhận lời cầu xin xuất gia này. Và xuất gia không bao lâu, ông Ương Hoặc Ma hay là ông vô não này đã chứng được quả vị A-la-hán. Kính thưa các Phật tử, trong cuộc sống này chúng ta là những con người bình thường, thì ít nhiều gì những cái tội lỗi, những cái sai lầm chúng ta sẽ không bao giờ tránh khỏi. Nhưng mình biết dừng lại, biết sám hối ăn năn,
thì mình sẽ là một người rất là hạnh phúc, rất là an lạc, tại vì mình biết dừng lại kịp lúc, kịp thời. Và qua câu chuyện này, cũng như hai chữ dừng lại rất là tuyệt vời của Đức Phật làm cho Tướng Cúp phải nói là sám hối ăn năn. Với ý nghĩa này, với hai chữ dừng lại này, cho nên hôm nay Thầy chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử một bài giảng pháp có tựa đề là dừng lại. Và mình phải dừng lại như thế nào cho nó hợp lý? Xin mời Phật tử cùng lắng nghe với Thầy dừng lại. Kính thưa các Phật tử, các xã hội của mình hôm nay và các xã hội của Đức Phật ngày xưa nó khác nhau hoàn toàn. Ông tướng cướp ngày xưa, ông tướng cướp vô não, ngày xưa ông giết mấy trăm người. Nhưng mà do ngày xưa là phải nói là đất rộng mà người thưa, cho nên ông trốn được. Thử hỏi bây giờ mình giết một hai người, hai người thôi, mình trốn nổi không các Phật tử? Trốn khỏi không? Không bao giờ trốn khỏi. Cho nên hôm nay nó khác với ngày xưa. Và bây giờ mình cũng phải nói là phước, cái phước mình nó mỏng mà nó nghiệp nó dày, cho nên là sanh ra không có được là ngay cái thời của Đức Phật để mà tu giải thoát. Chính vì thế mà hôm nay sức người của chúng ta có hạn. Chính vì thế mà chúng ta phải dừng lại những cái điều căn bản thực tế trong cuộc sống này. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta dừng lại cái tánh tham nè, tánh sân nè, tánh si nè, dừng lại cái tánh phải là ẩu tả nè, cái tâm cẩu thả nè, và đặc biệt là dừng lại ở cái tâm tánh lười biếng. Nếu như mình còn độc thân á, mình lười biếng á, thì cũng chỉ một mình đói thôi, mình đói khát thôi. Còn nếu như mình đã có chồng, có vợ rồi, mà ở một mà con, hai mà con rồi đó, mà mình là những người lười biếng, không lo lao động, không lo làm ăn, để cho chồng hay là để cho vợ phải là gánh cái gánh nặng này, thì thử hỏi tại sao cuộc sống gia đình chồng vợ không gây gổ cãi vã với nhau, không cự lộn với nhau? Tại vì một người làm, còn một người không làm, mà nuôi tới hai đứa con, mà nuôi thêm một người chồng, nuôi thêm một người vợ, thì dĩ nhiên là cái chuyện gây gổ xảy ra là chuyện thường tình thôi, đúng không các Phật tử? Trong khi ai cũng mong muốn rằng mình lớn lên, mình có gia đình thì mình sẽ có được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, sung túc, đầy đủ. Nhưng mình lại là một con người lười biếng, không siêng năng lao động, thì cái mơ ước này, cái suy nghĩ này, nó có trở thành hiện thực hay không các vị? Thành không? Không bao giờ thành được. Đã lười biếng rồi mà còn ham vui, ham chơi đó, rồi phải nói là rượu chè đó, thì cái này nó càng gây thêm cái khổ thêm. Thầy có một người bạn học phổ thông, hiện giờ thì ở dưới quê, mà thành phố thì về chùa ở dưới quê á. Thì anh này anh nghe tin thầy về á, anh hay lại chùa để chơi. Và bạn bè, cái tình bạn bè thì không có thầy trò gì đây chứ, cứ mày tao gặp mình tu chứ cứ mày tao bình thường chứ không có thầy trò gì đây chứ. Thì mình cũng là hoàn cái vấn đề này thì không sao, tại vì bây giờ mình đi tu, mình làm thầy, nhưng mình đối với nó, mình là bạn học chung với nó. Ngày xưa cũng từng đi ăn cắp ổi này kia rồi. Cho nên bây giờ cỡ nào cỡ cũng là mày tao thôi. Ngày xưa cũng từng đi chọc gái người ta bị nó quýnh lỗ đầu hoài như vậy, nó cũng có. Cho nên những cái kỷ niệm này bây giờ nó không thể nào cứ bằng thầy được chứ. Đây là kỷ niệm thời thơ ấu. Thì cứ mỗi lần thầy về chùa, anh ta nghe thầy về chùa là lại chơi. Mà mỗi lần lại chơi như vậy thì thầy hỏi là sao cái này hai vợ chồng khỏe không? Tao thì khỏe nhưng mà vợ tao thì không khỏe. Hỏi lý do là sao vợ không khỏe vậy? Hôm tao nhậu về tao xỉn, tao không biết mất đi cái lý trí, không biết nó nói gì, tao giận nó quýnh, nó bị nâu mắt rồi, cho nên không được khỏe. Nó là như vậy. Rồi hai vợ chồng ở một thời gian, rồi thầy cũng không biết là như thế nào. Thì lần thứ hai thầy về, thầy hỏi hai vợ chồng khỏe không, cũng trả lời một câu tao thì khỏe, còn vợ tao thì giờ khỏe hay không tao không biết. Thầy mới hỏi lý do làm sao, tao với vợ tao thôi lâu rồi.
tao cũng do cái nhậu xỉn say sưa mà về tao đánh vợ với nó chịu không nổi bỏ tao đi luôn rồi. Thì cho anh à, cho nên là bây giờ anh ta không ở với là cái cô vợ cũ nữa mà ở với cái cô vợ mới. Nào vợ thứ hai, vợ thứ ba, vợ thứ tư, rất là nhiều vợ. Thì cũng như thế, những lần thầy về thầy hỏi nay mày ở tới vợ thứ mấy rồi. Dạ tao cũng không nhớ vợ thứ mấy nữa. Nhưng mà hiện bây giờ xin nói thật với mày, tao đang ở độc thân. Lý do là không còn ai chịu nổi tao hết. Thì kính thưa các Phật tử, nhậu nhẹt say sưa mất lý trí, mà cái tánh tình lúc này nó nóng nảy, nó hung hăng. Tỉnh thì hiền dễ thương, nhưng mà khi nhậu xỉn rồi là phải nói là võ công đâu là nó ứng hiện kịp thời lắm. Võ công là võ công nó hay là phải nói là ảo tả lắm. Cho nên là quấn đập thì không thể nào một người con gái, một người phụ nữ nào có thể sống chung với mình, phải nói là lâu ngày dài tháng được. Thì nhậu say sưa nghiện ngập cũng là một cái điều không tốt. Đã nghèo, đã làm biếng mà say sưa nghiện ngập nữa thì càng nghèo thêm. Rồi cộng thêm cái việc là cờ bạc số đề nữa thì kính thưa các Phật tử, tan nhà nát cửa. Các Phật tử có xem cái kỳ mà Phật Pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp hay không? Trong khi cái anh Phật tử này anh tên là Thiện Quý, đó là nhân vật chính đó. Anh cũng kể lại cái cuộc đời của anh đó. Là cá độ đá banh, cờ bạc, thua hết tiền, cầm cố nhà cửa trốn sang Campuchia, nhờ gia đình bên vợ biết tu thương cho nên kêu về cho một số tiền để mà đi trả nợ bớt, nhưng còn phần còn lại phải cố gắng làm ăn lấy tiền đi trả. Và anh ta thấy được cái tác hại của cờ bạc này, của đề đớm này, cho nên anh ta đã bỏ. Bây giờ anh ta tu rất tốt, và cái kỳ Phật Pháp nhiệm màu này anh đã chia sẻ cùng với là huynh đệ đồng tu, khuyên là hãy nhìn vào tấm gương của Thiện Quý mà bỏ đi cái con đường phải nói là cờ bạc số đề. Tại sao? Cờ bạc là bác của thằng Bằng. Cái câu này nói nhanh mà bị lẹo lưỡi á. Cờ bạc là bác thằng Bằng. Nói chậm chậm thôi, nói nhanh là lẹo chắc ăn luôn. Thì kính thưa các Phật tử, bây giờ mình đã lười biếng rồi thì mình phải cố gắng lo làm ăn để mà thay đổi cái cuộc đời của mình, cái cuộc sống trước mắt nghèo khổ của mình. Và đồng thời mình cũng lo cho cái tương lai của những đứa con của mình, thì mình mới xứng đáng là người cha, là người mẹ có trách nhiệm, là người chồng có trách nhiệm, là người vợ có bổn phận. Chứ mình mà sống mà mình buông thả quá, mình buông lung quá, mình ỷ lại quá, thì cái này á, mình lại vô tình mình lập gia đình để chi? Để tạo dựng hạnh phúc. Mà ngược lại lập gia đình để tạo lên cái gánh nặng cho nhau, thì hạnh phúc đâu thì không thấy. Nhưng mà thấy tối ngày cứ vợ chồng gây gỗ, dẫn tới cái chuyện phải nói là nóng nảy và đánh đập lẫn nhau, không tốt bao giờ. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta là những người biết đi chùa, biết học giáo lý, biết tu học, thì cái lười biếng này ở trong đạo hay là ngoài đời gì cũng vậy, không có xã hội nào chấp nhận, không có cái mảng nào chấp nhận. Nếu như mình đi tu mà mình giải đãi, mình không có tinh tấn, thì ông Phật hay là quý thầy, mấy sư cô có vui hay không các Phật tử? Không vui, mà cảm thấy chán nữa. Cái người này phải nói là sách tấn tu tập hoài nhiều lần rồi mà cũng thấy là tánh nào tật nấy à, không có sửa đổi, không có thay đổi được chút xíu nào, cho nên cũng cảm thấy là cảm thấy thối chuyển tâm bồ đề á. Thì ở ngoài đời cũng như thế thôi, mình lười biếng, không lo làm ăn, không lo lao động, thì trong cái xóm này, trong làng này không ai chấp nhận mình. Người ta muốn giao cho mình một cái nhiệm vụ gì nó quan trọng, nhưng mà mình không có được cái uy tín để mà người ta tin tưởng người ta giao, thì cái này cũng là một cái phần thiệt nơi mình. Chính vì thế Phật tử chúng ta bây giờ mình biết đi tu là tốt rồi, nhưng mà mình phải đảm bảo được cái kinh tế cuộc sống của bản thân mình. Thí dụ mình về chùa như thế này nghe pháp là tốt, nhưng trước tiên phải đảm bảo được cái kinh tế cuộc sống của gia đình mình, ngày mai có cơm ăn, có gạo ăn rồi mới yên tâm mà đi chùa để mà tụng kinh, mà tham dự khóa tu. Mà mỗi lần mình đi như vậy
là mình phải chắc chắn là nhất tâm để mà tụng cái thời kinh này, không suy nghĩ lung tung đó. Mình phải như vậy á thì mình mới có phước, kính thưa các Phật tử. Tại vì cái cuộc sống này mình phải no thân trước, rồi mình mới là yên tâm, khỏe khoắn, minh mẫn mà học, học giáo lý suốt thế gian. Còn giờ tôi đói quá, bây giờ kêu niệm Phật sao niệm nổi? Các Phật tử niệm nổi không? Đang đói cũng chết luôn mà kêu niệm Phật. Niệm Phật mà no à, niệm à. Niệm Phật mà cũng đói thêm nữa, tại vì mà calo mà. Mình tốn cái calo chứ không phải đói thêm nữa. Cho nên bây giờ phải có một chén cháo hoặc là có một tô mì gói thì mới yên tâm để mà niệm tiếp. Đó là những cái tâm tánh lười biếng, là một cái tâm tánh không tốt giữa xã hội này, trong đạo cũng như ngoài đời. Không tốt thì mình nên dừng lại. Cũng như là mình gặp ai phải nói là gây gỗ với nhau, phải là dẫn tới đánh lộn với nhau, mình cũng khuyên họ nên dừng lại. Thấy họ chửi lộn với nhau cũng khuyên họ dừng lại. Mình thấy họ có những hành động sai lầm, mình cũng khuyên họ nên dừng lại. Mình thấy họ nói chuyện hay chửi thề, mình khuyên họ nên dừng lại. Đó là một cái sự ý thứ nhất mà thầy muốn chia sẻ cùng với quý Phật tử. Và một cái ý thứ hai thầy muốn chia sẻ cùng với các vị nữa, đó là mình dừng lại ở cái tâm ích kỷ và cái tâm đố kỵ. Các Phật tử ở đây nè, các vị có cái tâm ích kỷ không? Có không? Mình phải trả lời thiệt đi, đố các vị cho thầy có không? Có chứ. Phật tử vào chùa mượn thầy cái áo vàng mặc ngoài thầy đâu cho, cũng ích kỷ. Phải không? Tại vì mình biết là Phật tử mặc không được, tổn phước chết. Chỉ có đầu chọc về mặt mới được thôi. Thì kính thưa các vị, cái tâm ích kỷ hầu hết là ai cũng có hết. Nhưng ông bà mình có một câu rất hay nè: giúp tiền, giúp của, không ai giúp nghề. Cái câu của ông bà xưa mà nói câu này nó hợp lý không? Hợp lý không? Hợp không? Hợp lý, đúng rồi. Cái ích kỷ này ích kỷ chấp nhận được, tại vì cái nghề của người ta đang làm cái nghề này sinh sống để mà nuôi những người thân ở trong gia đình. Người ta thấy mình ở bên cạnh đói khổ, người ta giúp cho, phải là cây vàng hay là giả gạo. Nhưng mà kêu chỉ nghề là không bao giờ. No. Tại vì chỉ nghề cho anh sẽ có nghề rồi à, thì anh sẽ làm. Và tôi không còn ăn cơm nữa mà tôi sẽ ăn cháo. Các vị có chịu không? Không, cái ích kỷ này chấp nhận được, kính thưa các Phật tử. Nhưng có cái ích kỷ này không chấp nhận được. Có cái anh này, anh học, anh làm bác sĩ, học cao là bác sĩ. Hiện bây giờ nè, nhưng mà xin phép là không nói tên ra. Nói tên tại vì mình nói ra là mình sẽ không bình an đâu, cho nên mình không nói. Mà chỉ nói vậy thôi. Anh này anh học cho cao, anh là bác sĩ. Nhưng mà cha mẹ của anh bệnh, anh giống như là ngó lơ vậy đó. Kính thưa các Phật tử, ngó lơ. Mà có gia đình nhà giàu rồi, mà cha mẹ bệnh phải nó để cho đứa em gái nó lo lắng. Nó gái mà thôi chồng rồi, mà đang nuôi hai đứa con đó. Mà cha mẹ bệnh phải chạy đôn chạy đáo, phải đi tìm bác sĩ lo cha mẹ mình. Trong khi ảnh là bác sĩ đó, mà nghe cha mẹ bệnh cũng bình thường, giống như là người dân nước lã. Cái người này là quan tâm tới. Sợ gì các Phật tử? Sợ gì? Sợ tốn tiền, phải không? Quan tâm hỏi thăm tới sợ tốn tiền. Ích kỷ mà vừa mang thêm cái tội bất hiếu đó. Nó còn nó xa nó gần để mỉa mai những người em của mình đó. Những người này là thầy cảm thấy là không biết họ giàu được bao lâu. Kính thưa các Phật tử, không biết họ giàu được bao lâu. Lại thêm một cái anh này nữa à, anh này cũng là một người rất là thành tài. Cha mẹ cho ăn học, lớn lên thành danh, có vợ có con, sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Nhà ở phải nói là 4 tấm. Lương làm mỗi tháng như vậy, anh ta làm kinh doanh, thu nhập vô là không dưới 100 triệu. Không dưới 100 triệu làm kinh doanh nữa. Thì cha mẹ bây giờ sức khỏe đã yếu rồi, lớn tuổi rồi, mới gửi hai đứa em gái lên ở nhà, ở ké, ở đỡ nhà để mà đi học. Thì cũng cho, cũng cho. Thì hai đứa em này đi học thì thôi, nhưng mà về nhà
thì phải là lao quét nhà cửa từ lầu tư mà cho tới tầng trệt, làm cũng giống như là người ở vậy. Tại vì hai vợ chồng của anh này quá trời kẹo à. Mướn người làm á, phải nói làm thì công việc rất nhiều nhưng mà trả tiền lương thì rất là ít, cho nên người ta cố gắng, người ta vào người ta làm nửa tháng hoặc là người ta chịu đựng làm được một tháng là xong, lãnh tiền xong là goodbye, không hẹn gặp lại. Cho nên hai cô em gái này vào đây là lãnh đủ, kính thưa các Phật tử, lãnh đủ. Đi học thì thôi nhưng về nhà là phải lao quét dọn dẹp nhà cửa giống như là người ở. Thì một hôm đó hai cô em gái này, trong hai cô em gái một cô bị bệnh sốt. Như vậy mà hai vợ chồng cứ giả đò ngó lơ, cũng sợ quan tâm nữa, sợ quan tâm tới sợ tốn tiền nữa. Rồi một hôm á, cái cô em gái này lỡ suy nghĩ là nhà này là nhà của anh mình, thì những trái cây rưng trong tủ thì mình ăn cũng đâu có sao. Cho nên là một trong hai cô em gái này mới lấy những cái bơm, những cái lê này ăn. Ăn xong rồi chiều cái bà vợ xuống kiểm tra trái cây, thấy mất hai trái, chửi cô em gái, chửi te tua, chửi tơi tả, chửi tàn tạ luôn vậy đó. Chửi mà phải nói là từ đây mà tới Đầm Sen cũng nghe nữa. Chửi lớn vậy á. Nhưng mà người ăn ngoài ăn cơm cứ lặng thinh à, các Phật tử. Cho nên hai cô em gái này phải nói là tức, rất tức người anh này. Mà cuộc sống trước mắt là đang nghèo đó, nhưng mà phải nói là không thèm ở đối với người anh, người chị nữa, mà dọn ra ngoài mướn nhà trọ ở. Và tới bây giờ vẫn còn ghét cái người anh, người chị này. Kính thưa các Phật tử, có những người học thì cao, ở nhà thì to, mà tâm hồn thì nó nhỏ như là trái nho. Từ cái chỗ học nhiều, học cao, học rộng quá, cho nên họ tính toán nó tỉ mỉ, nó chi ly quá. Từ cái chỗ là tỉ mỉ chi ly quá, nó sanh ra cái tâm ích kỷ hồi nào không hay. Con người ta khi mà đã tham tiền rồi thì không bao giờ nghĩ tới tình thân đâu, kính thưa các Phật tử. Cho nên mình là những người có học Phật, mình phải dè dặt ở chỗ này, mình nhìn lại chỗ này. Mình làm có tiền có bạc, mình nhìn lại những người thân ở trong nhà của mình, những người nào nghèo, những người nào khổ, mình giúp đỡ cho họ làm ăn á, thì cái vật chất, cái công ăn của Phật tử nó càng ngày nó suôn sẻ, cái kinh tế càng ngày nó càng tăng, cái vật chất, cái tiền của càng ngày nó càng nhiều. Còn mình mà biết phải, mình mà không biết làm những cái hạnh mà thương yêu những người xung quanh đó, thì làm gì có cái sự từ bi mà bố thí những người ở ngoài, bên ngoài, phải không các Phật tử? Cho nên cái tâm tánh ích kỷ thì ai cũng có, thầy cũng có, thật sự mà nói. Nhưng mà mình tu tập để mình chuyển hóa từ từ, và có những cái mình ích kỷ chấp nhận được, có những cái mình ích kỷ không chấp nhận được. Chẳng hạn như cha mẹ anh em trong gia đình mà mình ích kỷ thì không chấp nhận được. Còn mình ích kỷ đối với người ngoài thì vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu như mình là người tu tập thì mình phải không ích kỷ hết. Đối với người trong nhà cũng thương, mà đối với những người xung quanh mình nghèo khổ mình cũng thương. Thì đây là cái tâm của mình tu. Nhưng mà nói về cái tinh thần, cái cuộc sống của nam nữ Phật tử, cái ích kỷ giữa con người đối với con người với nhau á, người dân khác họ ích kỷ thì đúng rồi, nhưng người thân mà mình ích kỷ nữa thì người này, những người này là những người sao? Những người cặn bã trong xã hội, hình như là không còn cái tánh gì, không còn cái tánh của hiền nhân rồi, là tánh gì á? Đó là cái tâm ích kỷ. Mà cái tâm ích kỷ đã là cái tâm không tốt, mà nói là cái tâm không tốt thì mình dừng lại. Hôm nay giảng cho Phật tử nghe cái đề tài là dừng lại. Cho nên thấy cái gì mà cảm thấy là không đẹp, không tốt là dừng lại. Bây giờ tiếp tục mình dừng lại cái tâm gì nữa? Cái tâm đố kỵ nè. Cái tâm ganh tị đố kỵ. Thầy có quen hai cái anh bạn này, quê hương ở Vĩnh Long, cùng sớm, học chung trường lớp 12.
thi đậu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, học chung trường kinh tế, về nhà trọ ở chung nhà trọ, học xong 4 năm ra trường, anh nào hai anh này về làm việc phải nói cũng thương nhau, thân nhau, thân với nhau cũng như là Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. À, thân với nhau cho nên là xin làm việc ở tại một công ty. Thì hai người, người nào cũng là trợ lý hết, trợ lý cho trưởng phòng. Thì làm việc một thời gian thì cái anh A này á được tăng lương là 20%, còn anh B này được tăng lương có 10% thôi. Kính thưa các Phật tử, đố các Phật tử chứ đố kỵ không? Đố kỵ không? À, rồi hai người bạn là làm việc một thời gian, cái anh trưởng phòng này tới tuổi là về hưu rồi, hai anh này là ứng cử viên cho cái chức trưởng phòng này, thì xin đố các Phật tử, hai anh này có còn thân với nhau như lúc trước nữa không? Không bao giờ. Lúc này là anh A sẽ nói xấu anh B, anh B sẽ nói xấu anh A, hai bên phải nói xấu với nhau. Để vì cái gì? Vì cái ghế trưởng phòng. Đó. Mà thí dụ như á, mình giỏi hơn á, mà mình cạnh tranh á, thì cũng đúng thôi. Mà mình dở hơn mà mình lại cạnh tranh nữa á, thì cái này thì không chấp nhận được. Nhưng mà giữa cuộc sống, cái danh nó rất lớn, cho nên con người ta cứ cạnh tranh, đố kỵ với nhau, tìm những cái mưu mô để mà hãm hại với nhau. Thấy người ta đẹp hơn cũng ganh tị đố kỵ. Bây giờ thấy người ta giàu hơn mình cũng ganh tị đố kỵ. Thấy người ta giỏi hơn mình cũng ganh tị đố kỵ. Thấy người ta dễ thương được mọi người xung quanh, phải là hoan hỷ, thường xuyên tiếp xúc nói chuyện, mình cũng ganh tị. Thấy người ta phải là đi từ thiện nhiều hơn mình cũng ganh tị. Kính thưa các Phật tử, thấy người ta giỏi hơn mình dở hơn mình cũng ganh tị. Trong khi ông bà mình á, có câu làm sao? Núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Mình giỏi có người giỏi hơn, mình tốt có người tốt nhiều hơn mình. Thì từ ở những cái này, những cái điểm mà thầy vừa nói ra, Phật tử chúng ta là những người có sự tu tập, chúng ta phải nhìn kỹ lại vấn đề này. Nếu như mình có một cái tâm phải nói là học hỏi, thì mình thấy người ta giỏi hơn mình nương theo, mình học những cái giỏi của người ta để mình lấy những cái kinh nghiệm, cái giỏi này để mình làm cái kinh nghiệm của mình, làm cái tư lương của mình. Thì kính thưa các Phật tử, mình biết học hỏi như vậy thì mình mới thật sự là những người có chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống này. Những người hậu thế sẽ bắt chước theo những cái tấm gương này mà học, thì có thể là làm tốt đời đẹp đạo chỗ này. Vậy là những người làm đẹp cho tổ chức, làm đẹp cho cơ quan, làm đẹp cho quê hương. Còn những người phải nói là nhìn thấy cái giỏi của người ta mà không chịu học hỏi để mà rút ra những kinh nghiệm bản thân mình sau này mình áp dụng, mà dùng mọi tìm nhiều cách phải là mưu mô xảo quyệt để hại người ta, ám hại người ta, hạ bệ người ta, thì những người này vô tình đào cho mình mà có hố sâu tội lỗi, và đồng thời thiêu đốt một cái kho tàng trí thức của mình. Tại vì cái kinh nghiệm, cái sự làm việc của người ta, cái sự học vấn của người ta cao hơn mình, người ta làm việc đạt hơn, đó là trí tuệ. Mình không học hỏi mà mình hãm hại người ta là mình vô tình, mình đã thiêu đốt cái trí tuệ rồi. Thì những người này sẽ không bao giờ thành tài ở bất cứ một cái lĩnh vực gì, kính thưa các Phật tử. Đó là nói về cái tâm đố kỵ. Mà đố kỵ thì tất cả chúng ta là con người thì ai cũng phải có nữa rồi. Đố các vị thầy có không? Cũng có chứ. Không có nhiều nhưng có ít ít. Cũng có. Tại vì tất cả chúng ta, thầy trò của chúng ta là những người thế gian, những người phàm tục. Thì đã nói những người phàm tục thì ít nhiều gì cũng phải có. Nhưng mà mình biết tu, từ cái chỗ mình biết tu cho nên mình chuyển hóa từ từ. Chuyển hóa từ từ, không còn cái tâm ganh tị đố kỵ, không còn cái tâm hơn thua, không còn cái tâm ích kỷ nữa, thì thật sự chúng ta mới là những người, phải nói là những người hiền trong xã hội này, những người Phật tử phải nói là
tu tập tốt. Chứ mình tu tập một thời gian mà người ta chạy qua nhà bà bè, bạn bè cùng sớm, chạy qua nhà mượn cái bằng ủi, về đang ủi bộ đồ đi đám cưới, hỏng cho. Mượn chiếc xe chở con đi học, hỏng cho. Kẹt tiền quá, không có tiền đóng tiền điện, qua mượn đỡ 300 ngàn đóng tiền điện, hỏng cho. Ích kỷ quá. Ích kỷ quá. Thí dụ như lỡ bữa nào mà mình ích kỷ quá, nó có sự thành kiến xã hội với nhau, gia đình ở cùng sớm với nhau nhưng mà ghét nhau, mà đã ghét với nhau rồi, khi mà gia đình mình có những cái tai nạn này kia thì bên này là sao? Giả đò ngó lơ. Lỡ bị cháy nhà hay là bị là bệnh tật nửa đêm này kia, cần sớm làng để mà cứu chữa, thì người ta cũng ngó lơ. Tại vì mình sống ích kỷ quá cho nên mình mới bị người ta ngó lơ, phải không? Thì cái tâm ích kỷ và cái tâm ganh tị đố kỵ này, hai cái tâm này là hai tâm tốt hay là hai tâm xấu các Phật tử? Mà xấu thì mình nên dừng lại. Phải không? Dừng lại. Và bây giờ mình dừng lại thêm một cái tâm nữa. Cái tâm này phải nói là nó rất là vui vui nè. Đó là dừng lại cái tâm hay ghen. Đó, nói tới ghen là Phật tử cười ha. Nói tới ghen là cười ta. Quệ Lan có thường ghen không? Không có hả? Rồi, giỏi quá ta. Những người mà tu hành mà đạt tới cái trình độ không ghen là giỏi. Kính thưa các Phật tử, có những người vợ, có những người chồng, khi mà chưa lấy nhau á thì bình thường muốn đi đâu đi, nhưng mà khi đã lấy nhau rồi, thành vợ thành chồng rồi á, mà người vợ á mà thấy người chồng á mà nói chuyện đối với người khác phái, không biết người đó là ai, bạn bè đồng nghiệp hay là bạn phổ thông gì không cần biết, mà thấy ngày nào cũng nói chuyện mà còn cười vui quá, thì người vợ này ghen đó nghe, là phải nói là bực bội đó, bực mình lắm á, nói chuyện đi, nói cho đã đi, nói để no nghe, về khỏi ăn cơm. Phải không? Nổi lên cái tánh hay ghen. Từ chỗ hay ghen này mà ông bà mình có câu làm sao? Ước nào mà ước chẳng cay, gái nào mà chẳng có tâm ghen hờn, phải không? Đó rồi, ngược lại mấy anh thanh niên cũng vậy thôi. Thấy vợ mình mà nói chuyện đối với những người khác khoái, cũng không biết người này là những người nào, thân thuộc và bạn bè như thế nào, gặp trong hoàn cảnh nào cũng không biết, nhưng mà yêu cầu thấy nói chuyện mà cười vui, phải nói là thân thiện quá, thì những người này cũng, những thanh niên này cũng ghen. Ghen là bực bội thì tỉnh thì không có nói, nhưng mà nhậu xỉn gì là quậy. Phải không? Tỉnh thì đôi lúc là chúng ta là ngại không dám nói, hoặc là thương quá không dám nói, nhưng mà xỉn vô rồi là tự nhiên là chuyện gì cũng nói. Xỉn vô rồi thì chuyện gì cũng nói. Cho nên có câu là rượu nào mà rượu chẳng say, trai nào mà chẳng có tâm ghen hờn. Phải không? Người nữ biết ghen thì người nam cũng biết ghen chứ. Tại vì đã sống với nhau cái tình là vợ chồng rồi, thì mình phải có cái sự tế nhị với nhau. Chứ mà thí dụ như mình không có sự tế nhị mà mình phải là cứ vui vẻ nói chuyện cũng như giống như là con gái, hoặc là đùa giỡn giống như là con trai, thì cái này thì nó hơi bị mệt đó. Nó hơi bị kẹt cái đứa cậu tử. Và cũng có những người cạn cả cái suy nghĩ quá rồi nhìn thấy những cảnh như vậy thì vợ chồng về cũng cãi vã sùm với nhau, cũng gây cái sự là mất hạnh phúc do ghen tuông quá. Nhưng mà ghen tuông mà còn lý trí, còn suy nghĩ, còn biết dừng lại thì kính thưa các Phật tử không có gì hết. Nhưng mà ghen tuông dẫn tới cái sự thiếu suy nghĩ mà có những hành động mà gieo đau khổ tội lỗi, thì những cái ghen tuông này phải nói là những ghen tuông không chấp nhận được. Những cái ghen tuông như thế nó thật sự là đáng tiếc. Như kỳ rồi quý Phật tử có nghe một cái câu chuyện ở chợ Trần Văn Quang không? Hai vợ chồng anh này sống chung với nhau 6 năm và có một đứa con 5 tuổi. Nhưng sau một thời gian sống chung với nhau, cảm thấy là không còn cái tình cảm, không có hạnh phúc với nhau, cho nên quyết định hai người thống nhất ly dị. Thì ly dị nhà ai nó ở, nhưng cái anh người chồng này là thể hiện cái tinh thần là trách nhiệm làm cha,
Cho nên sáng nào cũng chạy xe lại nhà cô này chở con đi học. Cô này thì làm nghề uống tóc, anh này thì làm nghề thợ hồ. Sáng nào cũng chạy xe lại chở con đi học, xong rồi mới đi làm. Thì sao nhiều lần tới chở con đi học như vậy á, anh này ảnh cũng phải nói là muốn cùng với cô này nói lại cái mối tình xưa. Nhiều lần cũng năn nỉ nói lại, nhưng mà người vợ không chấp nhận. Tại người vợ cũng đang còn trong cái thời gian suy nghĩ, kính thưa các Phật tử. Tại vì cái anh này ảnh dễ quá, ảnh bê tha quá, ảnh sống mà ảnh không có biết là quan tâm đến vợ đến con, sống chỉ là lo cho bản thân ảnh thôi. Cho nên người ta mới không chấp nhận, người ta mới ly dị. Mà đã ly dị được rồi là mình muốn chết rồi, ai đâu mà quay lại với cái địa ngục trần gian nữa. Nó cho nên cô này cổ đang do dự, đang suy nghĩ. Thì nhiều lần anh ta cũng tới như vậy, thì anh ta cũng bắt gặp là cô này cũng ngồi nói chuyện uống nước với mấy anh bạn thanh niên này, cũng vui vẻ này kia đó. Rồi anh này lại khởi một cái tâm ghen. Khởi cái tâm ghen là sở dĩ mình năn nỉ mà cô vợ không quay trở lại là do chắc cô này cổ thương mấy anh này gì nè, thương anh nào rồi, cho nên là không quay lại. Cho nên anh ta rất là tức, rất là giận. Và cũng như thường ngày, chạy xe tới nhà người vợ chở con đi học. Nhưng lần này anh ta không có đi làm. Khi đưa con tới trường, con vào lớp học rồi, thì anh ta quay trở lại nhà của cô này, dựng xe xuống đi thẳng vào nhà của cô. Thì trong lúc cái cô vợ này đang nằm ngã người ra để mà gọi đầu, lúc này xà bông dính đầy đầu chứ, anh ta rút cái dao ra đâm rất là nhiều nhát vào cái ngực của cô này. Kính thưa các Phật tử, chết không? Chết tại chỗ, sao không chết? Đâm rất là nhiều nhát vào ngực, xong rồi anh ta tự sát luôn. Có nghĩa là hai vợ chồng chết hết, để lại nỗi khổ sầu cho ai? Cho đứa con. Không biết bây giờ đứa con này bên ngoại nuôi hay là bên nội nuôi. Các Phật tử nhìn thấy rõ ràng cái tâm ghen tuông nó rất là nguy hiểm. Đã là cuộc sống vợ chồng rồi á, có cái gì không phải á, thì khi về ăn cơm nè, ở chung nhà, ngủ chung phòng nè, ăn chung mâm nè, có chuyện gì không thích nói bình thường, vợ chồng chia sẻ với nhau để mà cùng phải là hạn chế những cái gì mà hai bên không thích. Và đồng thời cái trường hợp và câu chuyện thầy vừa kể cho các Phật tử nghe nó rất là đau lòng. Thầy nghe tin mà thầy ở chùa á, mà thầy đâu có dám mà đi lại mình coi. Nếu mình coi thì người ta nói mình nhiều chuyện, phải không? Mình không có tới mình coi, nhưng mà ai cho coi về thì mình hỏi. Cái ở chỗ này còn dữ hơn nữa. Mình không có muốn nhiều chuyện, mình không muốn tới đó làm chi, nhưng mà ai đi về mình hỏi. Thì kính thưa các Phật tử, qua buổi chiều lên tivi liền, sáng hôm sau lên báo liền. Thật sự là đau lòng. Bởi vậy cái tâm ghen tuông nó rất là nguy hiểm. Chính vì nó nguy hiểm quá, Phật tử chúng ta là những người có sự tu tập, chúng ta đừng nên để cái tâm ghen tuông này nó dẫn tới cái sự mà thiếu lý trí, dẫn tới cái hành động sai lầm, rồi dẫn tới một cái tội lỗi, phải nói là không chấp nhận được. Các tử nghe có sợ không? Sợ thì đừng ghen nha. Quan trọng là chỗ này á, sợ thì đừng có ghen nha. Gặp chồng vợ của mình nói chuyện với ai trong cuộc sống xã hội này thì cần phải có sự giao lưu. Chứ không giao lưu thì làm ăn sao phát triển, ai chơi với mình, phải không? Nhưng mà mình giao lưu trong cái tình bạn bình thường nó có giới hạn. Chứ đừng có giao lưu quá, từ từ giao cái gì luôn là mệt lắm. Không được nha, đó là không được. Cái gì cũng có chừng mực. Tại chúng ta là những người Phật tử có sự tu tập, có sự là thọ giữ giới, ngũ giới, mà giới thứ ba là giới không được tà dâm, thì chúng ta cố gắng và gìn giữ để bảo đảm được cái hạnh phúc gia đình của mình. Thì nãy giờ thầy chia sẻ dừng lại ở ba cái ý không? Bốn ý chứ. Ý thứ nhất là cái tánh lười biếng nè, thứ hai là cái tánh là đố kỵ nè,
tánh phải là ích kỷ nè, và mới vừa rồi là cái tánh hay ghen. Bốn cái ý này là bốn cái ý phải nói là căn bản trong cuộc sống, rất là thực tế giữa xã hội nè. Và trước khi qua một cái ý cuối cùng chia sẻ cùng các vị á, trước khi qua cái ý cuối cùng và để cho các Phật tử nhớ lại những gì nãy giờ thầy chia sẻ, xin mời Phật tử cùng nghe bài nhạc lý qua điệu Lý Đương Điệm. Xin các mời các vị cùng nghe. Chấp ta dũng dài không tường pháp tu, để dù mình làm mờ giống Phật, tháng ngày qua cực khổ nơi thân, sống xa hoa theo đà danh sầu đau cho khắp nhân sanh. Sáng ra cờ bạc tối về lại sai, sống bê tha làm buồn khổ vợ, nói thì sân đánh đập giá mang, tánh hung hăng lại còn keo kiệt, thiếu tình thương đối với xung quanh. Tánh hay đố kỵ lại còn hay ghen, Phật tử ơi mình nên nhìn lại những điều trên có tốt hay không. Nếu như không mình mau dừng lẹ và thành tâm sám hối ăn năn. Nếu như không mình mau dừng lẹ và thành tâm sám hối ăn năn. Và thành tâm sám hối ăn năn. Thì kính thưa các Phật tử, mình biết dừng lại, mình sám hối, mình ăn năn thì sẽ hết những lỗi lầm. Còn nếu như mình ăn năn thì chỉ thêm nhất mình thôi mà không sám hối được lỗi lầm. Cho nên các Phật tử muốn ăn năn hay là muốn ăn măng thì tùy theo các Phật tử. Muốn ăn năn hay là ăn măng? Ăn năn hơn. Nhớ nghe ăn năn nha. Ăn măng là thêm nhất mình thôi. Lớn tuổi cái này mà ăn măng là tối ngủ khó ngủ lắm á. Và một ý nữa muốn chia sẻ cùng với các Phật tử. Một ý này nó rất là quan trọng. Đó là mình dừng lại ở những cái nghề nghiệp bất thiện. Chẳng hạn như là sống bằng cái nghề móc túi nè. Các Phật tử thấy bất thiện không? Bất thiện không? Rất là bất thiện. Lúc mà đất nước của chúng ta khi chưa giải phóng á, khi chưa giải phóng thì có cái anh này anh sống bằng nghề móc túi cơ mà. Anh này anh giỏi lắm, móc túi rất là giỏi. Cho nên ảnh bị lính bắt đem về đồn, gặp anh sĩ quan này. Ảnh rất là ghét, ảnh rất là ghét móc túi. Ảnh giả vô về bạc tay. Xong rồi ảnh nói: mày móc túi mà làm cho dân trong xóm làng này cứ than vãn với tao hoài, làm tao phải khổ cực. Tao tìm mày mệt mỏi lắm. Mày ăn cắp giỏi lắm phải không? Bây giờ đây là một cái bóp nè, tao để trong túi nè. Mày móc đi, mày móc được thì tao đảm bảo, tao bảo kê với mày. Sau này mày có điên trở, mày có móc túi ở trong cái xóm này á, trong cái quận này á, mà có bắt đem về tao cũng thả. Đó, tao chỉ bảo đảm cho mình trong cái quyện này thôi nha, còn đi quyện khác thì bị bắt chán chịu. Đó, thì ông nghe nó nói xong như vậy, cái này quán hồn, nhào lại khóc lóc. Và tội nghiệp em ơi quan ơi, tội nghiệp em ơi quan ơi, em nào có tánh như vậy. Em rất là hiền, em xin quan tha tội cho em không dám nữa, em không dám nữa. Nếu như mày chịu làm theo cái ý tao nói thì tao sẽ thả. Còn nếu không thì giờ tao bắt mày đi giam. Bắt mày xử bắn luôn. Khóc lóc van xin. Rồi cái vị sĩ quan này mới nói: vậy là mày không chịu chấp nhận phải không? Lính đâu? Đem đi, bắn. Thì anh lại nói: dạ khoan, cái bóp của quan trong túi em nè. Câu tự thấy hay không? Đúng là móc túi chuyên nghiệp. Tại vì trong cái lúc mà nói cái vị sĩ quan nói đây là cái bóp, tao bỏ đây. Mày nếu mà lấy được cái bóp này thì tao sẽ tha. Còn nếu như lấy không được, phải nói là đem bắn bỏ. Thì anh nhào tới rồi. Anh nhào tới khóc lóc van xin là tay anh chụp bỏ túi rồi. Nó nói là có cái nghề móc túi là cái tay nhanh lắm. Thì kính thưa các Phật tử, cái nghề móc túi nói thì mình nói nghe cho nó vui như vậy, chứ cái nghề này cái nghề không có tốt. Là cái nghề bất thiện. Thì bất thiện thì mình không thực hành. Rồi thêm một cái nghề đi lừa gạt. Cái nghề lừa gạt này bây giờ mình bị rất nhiều. Cho nên quý nam nữ Phật tử đừng có thấy ai mà ăn mặc đẹp này kia là mà mình không đề phòng nha. Ăn mặc đẹp nhưng mà đề phòng thì vẫn cứ đề phòng. Có hai anh thanh niên này giả bộ ăn mặc đẹp lắm, đi vào cửa hàng ta mua hàng. Một anh thì đi coi chỗ này chỗ kia, thì cái cô nhân viên này phải đi giới thiệu mặt hàng này sao vậy nè. Còn anh kia thì đứng gần tủ tiền của người ta,
Đó. Khi cái cô kia là đang mãi miết giới thiệu mặt hàng đó, thì anh này cứ kéo tủ lấy bóp bỏ túi xong đi ra xe đứng. Đó. Thì anh kia, anh bạn kia mà thấy các anh bạn người bạn mình cha đứng vào xe là biết rồi, là biết xong rồi, thì nói thôi cái hàng này nó cũng giá cả nó cũng cũng hợp đối với tôi, để tôi về về cơ quan xong rồi tôi lại tôi mua. Thì đi ra ngồi xe chạy đi, cô này kéo tủ ra thì thôi mất bóp rồi. Cho nên nó kính thưa các Phật tử, tại thành phố Hồ Chí Minh của mình phải nói là mình không nên tin tưởng ai hết, đây là một điều chắc thật. Bạn bè thân với nhau, biết với nhau á thì mình tin tưởng, còn những người lạ mà ăn mặc đẹp mà gặp mình hỏi han này hoặc cái này kia là có chừng lừa gạt. Rồi thêm những cái nghề nghiệp đi bán hàng giả đó, đi bán những cái mặt hàng hết hạn cho người ta sử dụng, cho người ta chết, đây là cũng như là những nghề nghiệp bất thiện. Nhưng có một cái nghề nghiệp bất thiện tán tận lương tâm hơn nữa, đó là cái nghề buôn gái sang nước ngoài. Có những tổ chức, có những cái phi vụ lợi dụng, dụ dỗ những người con gái phải nói là nhà nghèo ở dưới tỉnh lên thành phố, hay là từ miền ngoài đi vào thành phố, trong khi gia đình của người ta nghèo, người ta lên thành phố để người ta làm công nhân, người ta đi bán quán cà phê để làm chi? Để trước nhất là người ta là giảm bớt cái gánh nặng cho cha mẹ, và đồng thời kiếm được một chút xíu đồng tiền này để gửi về cho cha cho mẹ nuôi những đứa em nhỏ còn đang ăn học. Thì những người này lợi dụng cái điểm yếu của người ta, dụ dỗ đi sang nước ngoài để mà đổi đời, làm ăn sẽ tiền nhiều hơn. Thì những cô này nghe đổi đời tiền nhiều hơn, nghe là khoái liền, cho nên làm hồ sơ giấy tờ 5-3 cô hợp lại, đưa vào những cái tổ chức này, những cái phi vụ này, nó bán đưa sang nước ngoài. Lên khách sạn nghỉ đi các em, lên khách sạn nghỉ đi, từ từ xuống ăn cơm. Thì lên khách sạn nghỉ đi, đây nó vô lấy một số tiền, tại đem nó bán mà, đem nó bán xong nó đi về. Rồi những người ở đây phải tiếp khách 5 năm, 10 năm chưa có dịp trở về quê hương thăm cha thăm mẹ dù chỉ một lần. Nhưng mà khi đã được trở về quê hương rồi thì kính thưa các Phật tử, thân tàn ma dại, muốn lập gia đình, các Phật tử thấy nó có dễ lập gia đình hay không? Khó khăn lắm. Nhưng mà nếu lỡ mang những chứng bệnh nan y trong người nữa thì A-di-đà-phật, thôi rồi lượm ơi. Phải không các Phật tử? Mang những bệnh nan y trong người nữa thì còn cái gì nữa mà nói. Cho nên những cái người nào, những cái cá nhân, những tổ chức nào mà có những cái việc làm như thầy vừa nói, buôn bán gái sang nước ngoài, thì phải mau mau dừng lại, sám hối lỗi lầm, làm những điều phước thiện để mà chuộc lại. Nếu bây giờ không dừng lại, không có cái sự cải hối ăn năn, thì kính thưa các Phật tử, những giọt nước mắt nơi chốn nhà lao không giải quyết được, không giải quyết được cái cuộc đời của mình ở hiện tại này. Nhà nước của mình đang rất là khắt khe, đang rất là chặt chẽ để mà truy tìm bắt những cái phi vụ này, những cái tổ chức này. Cho nên những người nào mà làm cái nghề này phải dừng lại kịp lúc kịp thời, tránh những giọt nước mắt muộn màng giữa chốn lao tù. Đã bị bắt trong chốn nhà lao rồi, khóc thì cũng phải gỡ 15-20 cuốn lịch. Còn bây giờ mình chưa bị bắt thì mình có quyền, mình còn được cái sự mà phải nói là cái khả năng ăn năn sám hối, còn một cái con đường thoát. Còn nếu như đã bị bắt rồi thì không bao giờ thoát được đâu. Và những người này phải nói là tán tận lương tâm quá. Nếu bây giờ họ gieo cái nhân này, những cái việc làm xấu xa như thế này, thì những đời kiếp tương lai họ sẽ trả lại rất là khổ sở nhiều hơn nữa. Và con cháu của họ cũng bị dính vào những cái vụ này, cũng bị phải nói là quả báo cộng nghiệp chung luôn.
Thí dụ như các Phật tử chúng ta có thể quán tưởng suy nghĩ lại. Thí dụ như là con cháu mình mà lỡ bị bắt đem bán như vậy thì các Phật tử có buồn không? Đó, thì kính thưa các Phật tử, mình phải quán tưởng mình thấy là con cháu mình mà nằm trong trường hợp như vậy, mình biết thương, mình biết buồn, thì mình cũng phải biết thương cho những cái người xung quanh mình. Đó. Họ cũng có con cháu, họ cũng như mình, biết vui, biết buồn. Mình biết buồn thì họ cũng biết buồn, con cháu của họ gặp như vậy thì họ cũng biết buồn. Cho nên mình đừng bao giờ có những cái nghề nghiệp như thế này. Những người không phải là Phật tử nghe qua cái đề tài thầy giảng rồi, cũng xin các vị cố gắng dừng lại những cái nghề nghiệp bất thiện như thầy vừa chia sẻ. Còn những ai là Phật tử rồi thì làm ơn chấm dứt ngay liền, đừng bao giờ dính vào những cái nghề nghiệp mà thầy vừa nói ra để mà chia sẻ cùng các vị. Nói tóm lại cái đề tài dừng lại hôm nay chia sẻ cùng với các Phật tử, nó rất là ý nghĩa, rất là thực tế, nó rất là quan trọng. Có nghĩa là mình phải nên dừng lại những cái thói hư tật xấu, những cái nhân tội lỗi dẫn tới cái quả đau khổ, những cái ý nghĩ không tốt, những cái lời nói không tốt, những cái hành động không tốt. Nếu mình làm được như vậy thì đúng với lời Phật dạy: ai lỡ làm ác hạnh, nhờ thiện lành ngăn lại, sáng chói trong đời này như trăng thoát mây che, là một cái lời Phật dạy ở trong Kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ. Còn Kinh Pháp Cú số 314: ác hạnh không nên làm, làm xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn. Những điều lành, điều tốt, những điều thiện mình làm xong, mình có ăn năn hay không các Phật tử? Những điều này điều tốt mà lấy gì ăn năn, mất cái gì phải ăn năn. Nhưng mà những điều xấu, những điều không tốt thì phải kịp thời, kịp lúc dừng lại, sám hối lỗi lầm và nguyện với lòng mà không bao giờ tái phạm nữa, thì mới đúng với hai chữ sám hối. Chứ hôm nay sám hối rồi ngày mai về làm nữa thì đúng với tinh thần sám hối Phật dạy hay không? Không bao giờ. Không bao giờ. Cho nên những cái gì mà không tốt, những cái gì mà mình cảm thấy làm khổ cho người, mà vui cho mình, làm khổ cho người, làm tổn hại cho người, làm giảm uy tín cho người, mình vui mà họ khổ, thì đó là những điều không tốt, những điều không hay. Mà đã nói là những điều không hay không tốt thì mình nên dừng lại. Để kết thúc một cái bài giảng chia sẻ hôm nay cùng với các Phật tử, cũng như để cho Phật tử nhớ nhiều cái đề tài mà thầy giảng, xin mời Phật tử cùng với thầy nghe cùng một cái bài nhạc qua điệu lý kéo dài. Các lỗi lầm con xin sám hối, và ăn năn những tội lỗi xưa, vì con còn mê chấp, có chấp không nên khổ nên sầu, có chi mà oan ức mà buồn. Hôm nay giác ngộ, hôm nay giác ngộ, xin dừng, xin dừng những điều lầm sai, cho tâm hồn của con luôn sáng, hiểu trọn câu Phật dạy trong kinh, mà tu tinh tấn hằng say, không giỡn, không cười, cũng không mà liếc mắt ngó qua mà nhìn. Hôm nay giác ngộ, hôm nay giác ngộ, xin dừng những điều lầm sai, xin dừng những điều lầm sai,
cho trái tim con ngày thêm rộng mở, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Dừng ngay, ta hãy dừng ngay, dừng ngay tội lỗi mà mình đã gây. Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh cho con sám hối thành tâm lỗi lầm. Hôm nay Thầy chia sẻ cùng với các vị là cái đề tài dừng lại, là những cái gì không hay, không tốt, xấu xa, tàn bạo, làm khổ mọi người thì mình nên dừng lại. Mình dừng lại kịp lúc, kịp thời để mà mình có được hạnh phúc, có được an lạc. Giống như là ông tướng cướp vô não, ông biết dừng lại kịp thời, kịp lúc, cho nên ông được xuất gia tu hành, được chứng thành thánh quả. Thì bản thân mình biết dừng lại kịp thời, kịp lúc thì mình có được sự an lạc, mà những người thân của mình trong gia đình cũng vui vẻ, cũng được an lạc, không có bị những cái ảnh hưởng xấu mà do mình tác tạo làm ra. Nguyện hồng ân Tam Bảo cho hội quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, và ai cũng tu hành tinh tấn và biết dừng lại kịp lúc kịp thời. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Phật tử khởi thân hồi hướng.